quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết được phát sóng hàng ngày trên la động vn và kính thưa quý vị đêm nay và ngày mai khu vực đông bắc bộ được dự báo có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm cục bộ có nơi trên 250 mm theo dự báo tới khoảng 24 tháng 7 thì mưa lớn ở bắc bộ mới có khả năng giảm dần Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngoài ra, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận cũng được dự báo có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm và mưa tập trung vào chiều và tối. Và dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. kính thưa quý vị, cơn bão số 2 trên biển Đông đang tiếp tục mạnh lên. Theo dự báo thể hiện bão số 2 đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. À đến khoảng 1 giờ ngày 23 tháng 7 thì vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ vĩ bắc và 108,2 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ cách Quảng Ninh Hải Phòng khoảng 100 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão số 2 nên vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận khu vực giữa biển Đông và phía Bắc của Nam biển Đông, bao gồm phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió tây nam mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m biển động toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên thì đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Những thông tin về cơn bão số 2 sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trên lao động.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.